Vào lúc 19 giờ tối nay, trận đấu được chờ đợi nhất ở môn bóng đá nam SEA Games là trận chung kết giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra. Trước cuộc thi hôm nay, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 10 lần ở sân chơi SEA Games. Kết quả là Việt Nam thắng 5, Indonesia thắng 3 và hai đội hòa nhau 2 lần. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những lần chạm trán của bóng đá hai nước trong những lần SEA Games được tổ chức trong quá khứ. Việt Nam 1-0 Indonesia SEA Games 1995. Trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, đội tuyển Việt Nam khi đó vẫn còn là sân chơi của đội tuyển quốc gia đã vào tới trận đấu chung kết và giành tấm huy chương bạc. Và trong hành trình đó, chúng ta đã chạm trán Garuda tại vòng bảng. Chung cuộc, các chiến binh sao vàng đã giành thắng lợi 1-0 nhờ bàn thắng của chân sút Nguyễn Hữu Đăng, qua đó giành nốt tấm vé còn lại ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan bước vào vòng bán kết. Việt Nam 2-2 Indonesia SEA Games 1997. Tại kỳ SEA Games được tổ chức tại quê nhà Jakarta, đội tuyển Indonesia khi đó đã có trận hòa 2-2 với đội tuyển Việt Nam. Người lập công cho đội chủ nhà đó chính là Saki cùng với Julinato, trong khi Văn Sĩ Hùng ghi cả hai bàn thắng cho chúng ta. Việt Nam 1-0 Indonesia SEA Games năm 1999. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở vòng bán kết tại một kỳ SEA Games và phần thắng sau 90 phút thuộc về đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất ở trận này là tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã gặp lại Thái Lan ở trong trận đấu chung kết. Tuy nhiên, chúng ta đã không thể giành huy chương vàng sau thất bại 0-2 chung cuộc. Việt Nam 0-1 Indonesia SEA Games 2001. Tại SEA Games 21 diễn ra năm 2001 trên đất Malaysia, đây là lần đầu tiên môn bóng đá nam bị giới hạn độ tuổi thi đấu. Và khi đó, các chàng trai trẻ của U23 Việt Nam đã phải đón nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội bóng Vàng Đảo. Người ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu này là tiền vệ Maman. Thất bại này khiến cho đội U23 Việt Nam phải chia tay SEA Games sớm khi chỉ đứng thứ 3 chung cuộc tại vòng bảng. Việt Nam 1-0 Indonesia SEA Games 2003. Hai năm sau thất bại trên đất Malaysia, bóng đá Việt Nam tiếp tục chạm trán người Indonesia tại sân chơi SEA Games. Và lần này Phạm Văn Quyến và các đồng đội đã không làm người hâm mộ thất vọng khi hạ gục Indonesia với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Pha Thanh Bình, qua đó giành vé còn lại của bảng đấu cùng Thái Lan vào bán kết. Việt Nam 0-1 Indonesia SEA Games năm 2005. Tới kỳ SEA Games 23 tại Philippines, đội tuyển U23 Việt Nam lại đến thua Indonesia khi hai đội chạm trán nhau ở vòng bảng SEA Games. Lần này đội bóng áo đỏ chịu thất bại sau tình huống phản lưới nhà của Châu Lê Phước Vĩnh. Việt Nam 0-2 Indonesia SEA Games 2011. Đội tuyển U23 Việt Nam khi đó với tư cách là đội bóng dẫn đầu bảng B đã chạm trán Indonesia tại bán kết và đây là trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta đã tỏ ra thua kém đối thủ trong các tình huống dứt điểm. Chung cuộc, Indonesia ghi hai bàn do công của Van Gai cùng với Bonai để đánh bại U23 Việt Nam và giành vé vào chơi trận chung kết. Việt Nam 5-0 Indonesia SEA Games 2015. Sau khi để thua ở bán kết, hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia chạm trán nhau ở trong trận đấu tranh huy chương đồng SEA Games năm 2015. Và lần này chúng ta đã thắng đậm đối thủ với cách biệt 5 bàn không gỡ. Các cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam bao gồm có Quế Ngọc Hải, Mạc Hùng Quân, Nguyễn Hữu Dũng và Võ Huy Toàn cú đúp. Việt Nam 0-0 Indonesia SEA Games 2017. Đây có thể coi là một trận đấu đáng nhớ đối với bóng đá Việt Nam, bởi đó là khởi nguồn cho thất bại đau đớn của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng tại SEA Games năm 2017. Nếu có điểm trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam khi đó sẽ giành vé vào bán kết. Mặc dù vậy, trong suốt 90 phút thi đấu, đội bóng áo đỏ lại không thể thực hiện điều này sau một loạt những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Chỉ có một điểm trước Indonesia, U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó khi phải có điểm trước U23 Thái Lan ở lượt cuối. Song tiếc là Công Phượng và các đồng đội đã không thể thực hiện điều đó. Việt Nam 2-1 Indonesia SEA Games 2019. Tại vòng đấu bảng SEA Games năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có lần đối đầu với các cầu thủ U23 Indonesia tại vòng bảng. Dù để cho đối phương dẫn trước sau tình huống mắc sai lầm đáng trách của Bùi Tiến Dũng, song các học trò của Lovin Park Hang-seo đã có một trận đấu quả cảm khi đánh bại đối thủ đến từ xứ sở Vàng Đảo nhờ các bàn thắng của Thành Trung và Hoàng Đức, qua đó mở toang cánh cửa đi tiếp cho đội bóng áo đỏ. Mới đây, tờ tạp chí dành cho phái mạnh GQ đã công bố danh sách những ngôi sao nam ăn mặc xấu nhất hành tinh trong năm vừa qua. Và điều khá bất ngờ là Cristiano Ronaldo, cầu thủ nổi tiếng với điệu đà và đỏm đáng, cũng lọt vào danh sách này. Đây quả thực là một tin không vui dành cho Ronaldo, nhất là khi chàng cầu thủ siêu sao đang làm chủ một loạt những thương hiệu thời trang mang tên chính mình và từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo nổi tiếng. Tuy nhiên, CR7 vẫn có thể cảm thấy an ủi phần nào khi có một tên tuổi khác của làng thú cầu Neymar cũng bị réo tên. Neymar tuy được ví von là một tay chơi hàng hiệu đích thực, nhưng đôi khi chàng tiền đạo của PSG lại có những màn phối đồ khá lộn thuộc. Ngoài Neymar và Ronaldo, bản danh sách những ngôi sao ăn mặc xấu nhất hành tinh cũng xuất hiện khá nhiều những cái tên nổi bật. Đáng chú ý nhất phải kể tới ông trùm Facebook Mark Zuckerberg. Cụ thể, những nhân vật nổi tiếng bị tạp chí GQ điểm mặt bao gồm có Dominic Cummings, cố vấn cao cấp của Boris Johnson, Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Facebook, Dan Bilzerian, tay chơi poker chuyên nghiệp, David Solomon, giám đốc điều hành Goldman Sachs,
Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá, Jacob Reismort, chính trị gia, và Neymar, cầu thủ bóng đá. Theo xác nhận của ban huấn luyện Barca, siêu sao Messi sẽ được cho nghỉ ngơi ở trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng UEFA Champions League với Inter Milan rạng sáng ngày thứ tư tới. Cuối tuần qua, Messi đã tỏa sáng với một cú hat-trick mang về chiến thắng tưng bừng 5-2 cho Barca trước Mallorca. Hat-trick này đã giúp cho siêu sao người Argentina vượt mặt đại kình địch Ronaldo về số lần thực hiện cú hat-trick trong lịch sử La Liga. Cụ thể, Messi đã có 35 cú hat-trick trong sự nghiệp, vượt mặt Ronaldo, người có 34 lần ghi được 3 bàn trong một trận đấu. Sau chiến thắng trước Mallorca, Barca sẽ có lịch thi đấu khá dày đặc tới ngày 21 tháng 12 khi họ phải thi đấu 4 trận trong vòng 10 ngày, bao gồm trận El Clasico với Real Madrid. Chính vì thế, ban huấn luyện đội bóng không dám mạo hiểm với tình hình sức khỏe và các trụ cột và tiến hành xoay tua đội hình. Chuyến hành quân tới Italia giữa tuần này tại lượt cuối vòng bảng UEFA Champions League gặp Inter Milan, huấn luyện viên Ernesto Valverde đã quyết định để một số ngôi sao như là Messi, Piqué, Sergio Roberto nghỉ ngơi. Đây hoàn toàn là điều dễ hiểu bởi lúc này Barca đã chắc chắn có được một tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng. Thay thế cho những đàn anh ở đội hình chính, huấn luyện viên Valverde sẽ trao nhiều cơ hội cho những cầu thủ trẻ như là Ansu Fati, Ruki Puig, Musa Vaque, Todibo, Araujo hoặc là Dani More. Sau trận đấu với Inter Milan, Barca còn gặp Real Sociedad vào ngày 14 tháng 12, Real Madrid ngày 19 tháng 12 và Alaves ngày 21 tháng 12. Kết thúc chuỗi trận hành xác này, Messi và các đồng đội sẽ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh đón năm mới năm 2020 và trở lại thi đấu vào ngày 5 tháng 1 trong trận derby xứ Catalan với Espanyol. Man United đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mới đây, đứng thần giám đốc thể thao của câu lạc bộ Juventus, ông Fabio Paratici đã có mặt tại văn phòng đại diện của MU để bàn thảo với các quan chức cấp cao của Quỷ Đỏ. Tờ Daily Mail cho biết ông Fabio Paratici nhận nhiệm vụ giải quyết nhanh trường hợp của chân sút 33 tuổi Mario Mandzukic. Hiện tại, kể từ đầu mùa giải, Mandzukic vẫn chưa có bất kỳ lần nào ra sân cho đội bóng Juventus và đang tập luyện một mình ở Juve do anh không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Sarri. Trong khi đó, yêu cầu tăng cường hàng công đang trở nên rất cấp thiết với MU. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer muốn có chữ ký của Mandzukic trong tháng 1 năm 2020 để bổ sung cho hàng công đang khá mỏng. Trong bối cảnh đội bóng phải chịu chia lực lượng ở nhiều đấu trường, do Super Mario đã 33 tuổi nên phía Juventus chỉ hy vọng thu về khoảng 13 triệu bảng từ thương vụ này. Trong sự nghiệp của mình, Mario Mandzukic đã ra sân 538 trận trong màu áo của các câu lạc bộ, ghi tới 212 bàn. Còn với đội tuyển Croatia, chân sút này có được 33 bàn thắng sau 89 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh hiện đang nhận mức lương là 4,5 triệu bảng tại Turin. Sau khi để cho Lukaku ra đi, Quỷ Đỏ đang rất cần một tiền đạo cao to, không chiến tốt, dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân lẫn mặt đầu, đặc biệt là có khả năng làm tường tốt như là Mandzukic. Cả Rashford, Martial lẫn Greenwood đều không phải là một mẫu tiền đạo như vậy. Thế nên ở tuổi 33, Mandzukic hứa hẹn vẫn sẽ trở nên hữu dụng tại Old Trafford. Nhiều khả năng Man United sẽ sớm công bố chữ ký của Man United với bản hợp đồng trị giá 13 triệu bảng. Ngoài Mandzukic, Fabio Paratici cũng thảo luận với Man United về kế hoạch đưa Pogba trở lại Turin chơi bóng ở trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng.